Xin chào các bạn, hôm nay mình sẵn dịp đi qua làng hoa Sa Đéc, mình ghé thăm một cái vườn sứ có cái những cái bông sứ rất là đẹp. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài loại hoa sứ nha. Đây trước mặt mình có một cái bông hoa sứ cánh hồng rất là tuyệt vời, củ cũng đẹp, củ cũng đẹp. Đây, cánh hồng quá trời đẹp nè, quá đẹp nha. Rồi đây 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 đây, đây cái bông, đây cái bông sứ này còn đẹp nữa nè. Nè nè nè. Đó. Bông sứ này là đó. Quá đẹp thôi. Nó là cánh vàng mà điểm viền đỏ. Đó, cánh vàng điểm viền đỏ. Cánh vàng viền đỏ. Thôi mình đi dài dài để mình xem khỏi còn cái loại hoa nào đẹp nữa không. Đây 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 đây. 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 Mình vào đây để chọn cái cây hoa này. Đây, đẹp nè. Ha, cái bông này cũng đẹp nè. Bông này là bông 1, 2, 3 lớp. 1, 2, 3 lớp bông. À, 3 lớp bông. 3 bông mà mình không biết tên gì luôn. Sáng dịp này mình lựa một vài hoa đẹp để mình về mình làm giống, mình ghép sứ ở nhà mình nha các bạn. Tiếp tục tham quan kia. Đây có mấy cái củ sứ cổ thụ đây. Đó nè. Củ sứ nguyên liệu chưa ghép, chưa ghép sứ nguyên liệu, sứ nguyên liệu luôn, hiểu không ha, sứ nguyên liệu. Mâm này nè, cái mâm này đỏ quá ta, không biết tên là gì, không biết cái củ nó cũng ngặt ngặt thế nè ha. Tím, màu tím tím, tím tím như bông hồng, như bông hồng, nhiều lớp, hoa cánh nhiều lớp, hoa tím, màu tím tím, là cũng là ghép, ghép, đây ghép, đây ghép nè, bắt ghép. Thất hồng, thất hồng cũng quá vậy. Ha, quá. Bông này đẹp quá ta, bông này không biết tên. Nhà vườn không giới thiệu mình không biết tên. Đẹp quá ha, quá đẹp. Chọn cây này nha, này đem về làm giống được ạ. Được cái cánh hoa nó, cái ấy nó cằn cỗi quá nha, này nó cằn cỗi dữ trời. Cái này không biết cái gì, bông này là cũng cái củ nó cũng ngộ ngộ. Cái gốc này là 2 triệu mấy, 3 triệu cũng lên thôi. Gốc này nguyên thủy nè.
của người nhà vườn ta mới dám mới bán, chứ còn khách nó bán đầy gốc này giữ nữa. Đặc biệt cái loại hoa kỳ duyên này là nó có bông quanh năm rất sáng luôn, lúc nào trên cây nó cũng không có bông. Cái màu hồng á, màu hồng là nhiều cánh. Ở đây em đại diện cho chủ nhà bán giùm cho. Nói chứ em cũng là khách. Dạ, cái đó đẹp đi đó. Đi tham quan. Dạ. À, cái này nó ghép. À, ghép nha chị. Ghép khách rồi. Đi tham quan rồi sẵn ghé cái vườn thứ này thấy nó bông nó đẹp đẹp. Nên mua. Coi cái nào mà có đẹp bán đẹp. Không dạ. Bán chị ơi. Mới giờ ngó thấy cái màu vàng cái ấm rụm nè. Em cho thằng con nó quay thôi chứ không phải là cái bông này là nó là hai màu luôn chị, ghép hai màu nè, màu vàng với màu đỏ nè. Đấy. Cây màu đỏ là bông thường phải không? Nó cũng là cánh ghép luôn. Dạ ghép luôn. Còn nếu màu ghép thì nó sẽ ra những dạng bông mới đẹp. Đúng rồi. Kể lại ông chủ ông bán lẻ luôn thì cũng được nha. Vậy hả? Chị mua nhiêu? Cái này em để là chị 150 thôi. Tại vì ông chủ ông cho kêu giá ăn có 100 mà em bán chị 150 là lời 50. Trong này nó có mấy cái dạng nhiều lớp không chị? Cái này là ghép là nguyên thủy, cái cánh này không ghép. Mà cái này là cái thân ở dưới nó là bằng sứ luôn. Dạ dạ dạ. Dạ em ơi, chỉ cần lấy một nhánh về chị ghép cho em. Được có cái là cái loại hoa này nè, ở trong cái nhụy của nó không có cái nhụy đực nên nhìn không thấy khó kiếm. Này của anh ta thì có nè, có nhụy đực nó ló hình nè, nghe không nè, đó ha, đó nè, loại này không có, loại này không có. Dạ. Đấy, tôi lựa đó, cái này tôi lựa đó, bóng này đẹp á. Bông đẹp, cái nhất cái nhau là anh thấy à. Cái nhánh của nó cũng đẹp, thành đẹp nè nha. Nhưng mà bông này thì nó giống lại ấy, nó giống lại cái này. À, cái này nó quay lại bên đây. Ừ, bông nó khác ha. Okay. Vậy là ổng ghép hai màu. Hai màu vô một cái cây. Ba màu nữa hả? Ba màu càng tốt ạ. Rồi, chọn của đó. Lát nữa mình chọn cua đó về nó giống đó, giống đó. Đó rồi, xin giới thiệu các bạn, đây là cái cây kỳ duyên. Nãy mình có giới thiệu cây rồi, cây này còn dữ hơn cây nãy nữa. Kỳ duyên. Bông, đều bông luôn. Cây này quá đều bông, mình còn bứt nhóc ở trên. Nở rất nở bứt nở. Vừa nở mà vừa có bứt luôn. Đây này là nó hình như là cái loại sứ kỳ duyên này nó trổ bông mạnh lắm. Trổ bông rất mạnh. Đây cũng được, đây có kỳ duyên. Cái hôm nào có cái dịp nào qua Định Yên sẽ giới thiệu các bạn một cái vườn sứ toàn là hoa kỳ duyên không. Cái chủ vườn đó là làm như thích cái hoa kỳ duyên hay gì đó, lai tạo ngang giống rồi bầu toàn là sứ kỳ duyên không. Qua bên đó là các bạn thấy là nguyên một rừng sứ kỳ duyên đẹp cực kỳ luôn, rất đẹp. À, đây là cái
kỳ duyên khắc đổ. Ủ quái luôn. Ủ quái luôn. Ủ quái luôn. Chủ nhà vườn kêu giá là 2,5 triệu. Nếu bạn nào mà có khoái cái loại hoa kỳ duyên này thì xin cái chậu này về là ngon lành. Củ đẹp. Củ đẹp mà bông cũng đẹp luôn. Kỳ duyên. Đâu cái nào ba màu đâu chị. Nãy em giới thiệu chị trả hoa hồng nha. Alo. Tại vì thường ghép ba màu đó không có rồi, màu nó đi tại vì mình đẹp lắm, mua sớm cái đó màu là trắng với màu vàng với màu đỏ. Cái bông đó mình nè. Chọn đó chị à, chọn rồi thấy chưa màu, màu này màu vàng nè, màu vàng màu vàng màu màu này chưa màu đâu à, màu tôi đang muốn kiếm một chậu màu vàng là màu vàng nè phải không vàng dạ. Màu trắng màu vàng cái này màu vàng cái gì nữa cái này màu đỏ cái chậu này có vẻ mạnh nè cái chậu kia yếu xìu ô cái này hơi ấy vậy à. Nhưng mà những cái củ này như vậy rồi. Này có mọc ra nhánh khác không chị này thối yeah. Mấy cái này có mọc không ra không cái đó không là nguyên luôn cái đó thì vậy lên luôn vậy lên luôn vậy mà mấy cái này mai mốt nó có tôm lên luôn nhánh cây này luôn. Thúi rồi bán rẻ đi cây này thúi hư rồi bán rẻ đi cái này kêu bông gì hả chị tặng đi cây này thúi rồi tặng đi chắc à không có thúi cây này bông giống mới nữa nè em cây nhiều cũng giống cây này bệnh rồi chị nói cái bông màu đỏ là bông cây này rẻ đi nha bông đó kêu bông kỳ duyên không phải cái bông đỏ này nè bông đỏ đó cái đó hả cái đó là củ cây mờ gì xứ gì quên rồi nhiều quá quên à. đó cây này hư bán rẻ nha không có hư cái này cứng nhắc à vậy còn cái nào ba màu nữa không chị cái này cứng còn cái nào ba màu nữa không ba màu đi kiếm cái này có hai màu hả cái đó hai màu ba màu cái gì cái này ba màu luôn nè cái này củ khác luôn nè ồ cái đó đấy trời ơi nặng thế trang lát sao đem ra theo được trời em nè em vậy mời quá lát ta chở về nổi đó chị nè cái để vậy nè vô này màu gì vậy vô nó đẹp lắm này màu gì vậy qua vậy à, để vậy đó mà nó đều quá à ô, từ từ nó lên đó này màu gì ô, không quá đẹp nè cái củ bự lắm ba màu đâu chuyển cái nữa đi ba màu nó mà đi kiếm được này ách dương cái củ anh muốn ách dương quên cái dương đỏ thôi bỏ củ bự lại không sao nó củ này là đỏ đỏ mà viền viền đen ở ngoài đó nó có tên gì chị biết không tên gì ẩn vậy hả này nó thường nó có được ghép một tượng không nhắm ấy luôn hai ba tượng á cái này mấy cái nhỏ nhỏ để cho nó đẹp á bạn này là gì cái đó màu đỏ đỏ không hả đỏ này có một màu hay cái đó màu củ này củ gì quái hả này không biết cái con gì đây nè nó không lên đều không có lên đều bởi vì người ta ghép một màu mà cái một màu là hay lắm hai màu màu đó đẹp đó người màu đó người ta chuộng dữ lắm mà nè màu đỏ đó nhiều đó nhiều lắm không à khác thì nhiều lắm á nha đỏ nhiều lắm á đỏ cánh hai lớp cái này là cái nhánh này sao chưa có ghép đâu ghép chưa rồi đó à, cái này hai màu đó nè cái này chưa ghép nè màu hồng ghép rồi cái này nè cái này hai màu luôn đó cái này ba màu luôn nè cái này khác luôn á giờ lựa đang lấy chừng ba chậu khi nhìn cái này khác nhau cái đó đẹp đó nước này không cái đó đẹp lắm đó cái này rất là đẹp rất đẹp á cái này rất là đẹp về chân được liền nè cái đó vô trong cái chậu chị gì mua biết, cái chậu thành biết. Vô cái để đẹp lắm nhưng mà cũng có nhánh đỏ ô đỏ không à đỏ không một màu màu đỏ đó đỏ này cái này có một màu ba màu luôn á màu này nè màu này màu hồng nè hồng này nè cái màu này màu khác nhau nè khác với cái này hả khác nhau ba màu đó
em thấy cái chậu này về chỉ được tiền giá. Chậu này về được chân được tiền nè, cái cũ này cũng đẹp nè. Ở nhà tôi cũng ghép, tại tôi không có nhắc để tôi ghép. Dạ. À, đâu có, em không phải mà em nói gì. Cái cũ người ta không có là không có eo eo, là người ta trồng á, là người ta thổi bì lắm. Tôi nói thiệt chứ chị hả? Tủ cũ tôi trồng nhà nó eo tùm lum hết trơn. Của người ta không có đì, của em là tại vì em đì á, giờ cái nó chậm lớn, nó eo ra gì nè, chứ của người ta củ trồng do. Củ trồng do là nó lên ào 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 ào. Tôi là thích cái dạng này. Ừ, dạng này củ ràng do. Không, dạng này là em nó ép khi còn nhỏ nó lâu lớn lắm. Như là củ quái, củ quái. Mà tại cái này không có phải nói là gì. Ở nhà làm không sể, vô cái ông bỏ đại dưới vàng đó, vô cái nó lớn chừng nào là lớn cái thảy lên, vô cái là thảy nó uống luôn á, nó ép nó uống luôn. Còn người ta thì tỉ mỉ thì nó làm gì nè. Cái đọt nó không lên nữa mà nó u nặng lên, cái này mà trồng mà lớn lên là nó đẹp dữ lắm á, nó lạ. Hai cây này hai nhánh đột biến như cái núm. Trồng mà nó lớn lên mà giống cái trái quá. Tại cái cũ của nó đột biến là nó không lớn rồi. Nếu mà trồng sau này trồng lớn như mấy cây kia, cái cũ chừng cũng bị lớn vậy nè, nhìn thấy nó lạ. Rồi thì mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình chọn cũng có được mấy chậu bông đẹp và cũ nó cũng quay quái, thì mình chọn về để mình trưng trên bàn trong cái dịp Tết. Thì đồng thời mình sau khi qua Tết xong thì mình lấy những cái bo này mình làm giống, mình ghép lại những cái cây sứ ở nhà mình. Rồi xin chào các bạn nha.